Hello, hello. Em chào cả nhà nha. Ui, cơm muộn, cơm muộn, cơm muộn. Em chào cả nhà nha. Em là một mình nó lộn đi đâu ấy nhỉ? Không bằng có lẽ em là một mình nhỉ? Em bắt nạt em ngoan đấy, cái em là một mình. Nhưng mà em không thấy ai em phải kêu lên chỗ mọi người lại lên luôn nhá. Em phải gọi Linh ơi, Tuân ơi nha. Thằng hóng hôm qua ra giờ nó ngủ li bì, hôm nay nó mới thức tới chơi đấy. Đúng sao? Đúng một đúng sao? Vào phòng em anh sóc nhờ. Anh sang chấn phòng anh sóc à? Để chấn phòng anh sóc nha. Vậy anh sóc xuống dưới nha.
được bữa ăn Bánh Sinh sướng ấy chị. Cái video này anh up lên là kỷ niệm bé đấy. Hiểu chưa? Ơ vậy không cho ta đi uống cà phê à? Được kìa. Ờ thì mọi mày ngồi xem tao tuần đi uống cà phê, trong lúc sau quay lại đồ ăn. Tuân nhỉ? Ok. Bác đi đấy nha, bác đi uống cà phê đã nha. Nha. Ừ. Đi bác lên thì mình gọi con nha. Bye nha. Tân nha. Bác la lên gọi con nha.